Hi, hello, chào tất cả các bạn. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Thì hôm nay trong lúc mình cho mà chim nó ăn đó các bạn, chim non nó ăn, thì mình có ý định là muốn chia sẻ với các bạn cách nuôi quành quạch non các bạn. Như các bạn đã thấy trong lòng của mình ở trong này có bốn em quành quạch, hai em lớn hơn và hai em nhỏ hơn. Thì đây là mùa này mình bắt hai tổ, mỗi tổ hai em, và mình chỉ dự định là bắt hai tổ thôi, không bắt nữa. Thì mùa này bao nhiêu là đủ, và mình nuôi như vậy là coi như là đã lên cầu thành công rồi các bạn. Hai con lớn thì đã biết ăn cám rồi, ăn cám thứ này nha các bạn. Mình hai em lớn thì bây giờ mình không có đút nữa, nó tự ăn cám, và lâu lâu thì mình bổ sung cho nó một miếng chuối nó ăn. Cám là cám hột như vậy. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cách nuôi của mình, cách nuôi quành quạch non của mình nha các bạn. Đối với các bạn, những bạn nào mới nuôi á mà chưa biết, chưa rành, chưa biết nuôi như thế nào, những bạn nào đã biết rồi thì có thể tham khảo hoặc là cho qua cũng được. Thì cái dòng quành quạch này gần đây thì người ta mới chơi mạnh các bạn, còn trước đây thì người ta ít nuôi lắm. Mình cũng vậy, mình cũng nuôi 2-3 năm nay thôi. Thì đối với một số người á, thì loại chim này là dân dã, cũng như về rẻ tiền các bạn, cho nên người ta nuôi là nói chung là có gì cho ăn nấy, tận dụng cái gì cho ăn nấy, còn sống thì nuôi, còn chết thì thôi. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà có một cái khi con chim nó chết rồi mình thấy tội nó có cạc. Mình nuôi con chim mà chết là mình thấy, nói chung là thấy mình có tội, thấy cái cảm giác tội lỗi lắm, cho nên mà ủ con chim đó. Cho nên mình nuôi nói vậy chứ không nuôi thì thôi, nuôi làm sao cho nó sống cho thành công nha các bạn. Rồi bây giờ thì đây là cách của mình. Đầu tiên là mình nói cách cách bắt chim nha. Nếu mà cái tổ chim mà mình gặp á, để được thì mình canh mình bắt, làm sao cho chim nó bung lông ống hết nha các bạn. Cái lông nó bể ra, nói chung là nó có áo lá như mấy em này à. Đây là hai em này là mình mới bắt về 2 ngày đây thôi các bạn. Mình canh là sắp ra ổ là mình bắt, chứ mình không bắt quá nhỏ, tại bắt quá nhỏ thì nuôi cái nguy cơ nó chết cao hơn nữa mà. Tại vì nó thiếu cái sự chăm sóc của bố mẹ đó, rồi cái nó phát triển cái hệ miễn dịch của nó chưa hoàn thành, mà mình bắt về đó, thì nó dễ bị bệnh hoặc là trúng gió nó chết đó, mặc dù mình đút đầy đủ. Cho đó là cách nói cách bắt chim thôi. Nói chung là các bạn canh bắt lớn chút xíu không sao, hoặc nhỏ chút cũng được, nhưng mà nhỏ chút thì mình đút hơi cực, lớn thì mình đút hơi khó chút, là tại vì khi chim lớn như vậy nè, mình bắt về hai em nhỏ này á, hai em lớn thì mình nuôi hơn tháng các bạn, nó tự biết ăn rồi mình để chung cho vui thôi. Hai em này á, thì 2 ngày đầu các bạn, đây là ngày thứ 3, 2 ngày đầu nó không ăn, mình phải mở miệng nó ra để mình nhét thức ăn, nhét dế vào. Rồi trước khi về á, thì mình cũng xin nói với các bạn một số vấn đề lưu ý. Một số vấn đề là cái lồng nuôi, lồng nuôi thì lồng nào cũng được, nước con chim nằm ổ, nhưng mà điều có một cái là các bạn là phải có che chắn nha các bạn. Khi chim ngủ á, khi chim ngủ là các bạn phải có áo lồng tủ lại, để trong nhà, không nên để ngoài trời. Rồi để tránh tình trạng gió mái, mấy bạn thấy là khi chim mẹ mà nó cho ăn lồng một hồi là nó ấm một hơi, để cho cái nhiệt độ ở trong tổ nó ấm cho chim phát triển. Còn nếu như để chim lạnh lẽo thì nó dễ bị bệnh và dễ chết. Đó là cách để trong lồng nuôi thôi. Còn ban ngày á, thì các bạn giấc sáng thì có điều kiện chúng ta nên phơi nắng một chút rồi hãy đem vào. Chỉ tối ngủ thì nhớ chùm lồng và tránh gió mái là được. Còn về thức ăn thì khi chim mới về á, các bạn thấy thì trong những cái clip mà người ta chia sẻ thực tế á, thì chim mẹ đút á, lúc còn nhỏ á, loại này mặc dù nó ăn trái cây, nhưng lúc còn nhỏ là các bạn thấy là lúc còn nhỏ xíu mà chưa có lông á, là chim mẹ hoàn toàn đút bằng côn trùng nhỏ thôi. Cho khi lớn một chút xíu có lông á, thì chim mẹ mới bắt đầu là đút bằng côn trùng và xen với thức ăn. Thì ở đây mình muốn nói 2 yếu tố quan trọng. Thứ nhất là côn trùng á, ví dụ như mình á, thì dế sâu các bạn. Đây trong cá cống này có 2 loại là cám, cám và dế thôi. Thì nói chung cám á, dế á, thì hoặc sâu á, là nó bổ sung protein để cho cơ thể nó phát triển các bộ phận mau. Còn trái cây á, trái cây là để cung cấp vitamin cho đủ chất các bạn, nó không bị thiếu chất, thì nó sanh ra tật nguyền. Thì như vậy là mình nuôi cũng vậy thôi. Thì khi chim nhỏ thì mình nên là cung cấp protein như là sâu dế nhiều một chút, còn
Và bên cạnh đó chúng ta chan trái cây, thì trái cây tốt nhất của mình nuôi thì chủ yếu là chuối các bạn, chuối và dế là chủ yếu. Rồi khi chim lớn như là đã lên cầu tức là chim không bị liệt chân đó các bạn. Coi như là mình cũng thành công được 90% là khi chim cầu lên cầu an toàn vài ngày rồi đó. Thì mình sẽ tập cám các bạn, tất các bạn đừng tập cám sớm quá, mặc dù chim ăn cám được. Còn dế, nếu như dế mà các bạn thấy dế to quá, dế quá như con này là to quá thì mình nên là xé nó ra làm hai để chim nó ăn nó dễ dàng hơn, nó không bị mất cổ. Đây, các bạn thấy 2 ngày rồi là mình phải banh họng nó ra để mình nhét các bạn, nhưng mà hôm nay là nó đã chịu ăn rồi, nó chịu mở miệng ăn rồi các bạn. Đây là do hai con nhỏ này mình quên cho nên mình bắt nó hơi to một chút. Nhưng mà to thì gì, mình khỏe nuôi đút mau thôi các bạn, không có gì khó hết. Cứ như vậy, khi nó lên cầu rồi thì mình sẽ bắt đầu tập thêm thức ăn. Thức ăn thì mình làm sạch, mình để gì mình đút cho nó. Xong rồi mình để cái cống thức ăn ở trong này luôn, để cống thức ăn trong lòng luôn. Nếu như mà không có mình thì chim nó sẽ tới một giai đoạn là tập ăn rồi đó, nó sẽ tự nhảy xuống dưới bố lòng nó mà tập mổ các bạn. Đây. Thì thức ăn của mình đơn giản lắm, là cám ba gì đó, cám trứng ba gì đó 10 ngàn một bịch. Mình ngâm nước, mình để cám sạch mình cho ăn, cám nhỏ cho ăn, hoặc là dế. Rồi tiếp theo là chuối đây các bạn. Chuối này mình kỹ bổ sung. Chim của mình các bạn thấy là nhiều khi mình cũng có những cặp là mình không cho ăn chuối luôn, tới lớn là tự động để chuối vô nó ăn thôi, theo bản tính của nó ăn thôi. Các bạn đừng sợ nó không biết ăn trái cây, là bản chất của nó là vậy mà. Còn nếu như mà mình cho ăn trái cây thì nó phát triển tốt hơn. Bây giờ nó no hết rồi. Rồi cứ như vậy các bạn cứ để trong lòng là một cống thức ăn, cống nước. Rồi lâu lâu các bạn bổ sung cho nó một miếng chuối. Như vậy là từ từ là khi chim lớn là khoảng 1 tháng tuổi các bạn. Nếu ngoài thiên nhiên thì nó 2 mấy ngày là nó đã theo mẹ đi kiếm ăn rồi, nhưng mà nó đã rành rồi, nó đã tách bầy rồi. Nhưng mà mình nuôi thì mình cứ trừ hao nó là khoảng 1 tháng hoặc hơn tháng gì đó là chim sẽ biết ăn thôi. Có nhiều bạn nói sao đút hoài mà nó không ăn, các bạn yên tâm đi, tới tuổi tới ngày tự động nó sẽ biết ăn và nó sẽ không cần mình đút nữa. Mình cứ ngày nào cũng đút như vậy, tự nhiên có một ngày một con ăn một con không ăn, mình nghĩ nó bệnh nhưng không phải các bạn. Mình coi kỹ lại là có một con nó đã tập ăn rồi cho nên nó không cần mình đút nữa, và từ từ như vậy là chim sẽ trưởng thành. Và như các bạn thấy là mùa này mình nuôi 2 cặp đều trưởng thành và lên cầu thành công hết. Thì theo mình biết á, là nuôi chim con như thế này mà lên cầu như vậy là thành công 90%, còn 10% nha các bạn. Nếu các bạn mà nếu đã lên cầu mà các bạn tối ngủ không che chắn là nó sẽ trúng gió, sáng nó sẽ rớt xuống cầu và nó sẽ bị liệt 2 chân. Chim con thì tình trạng liệt chân là coi như cái vấn nạn là thường gặp nhất, nhưng mà nếu gặp cái tình trạng mà nó rớt xuống cầu trở lại á, là các bạn cứ bình tĩnh, không cần phải phải hoang mang, là các bạn cứ bổ sung trái cây, chuối và dế, dế nhiều các bạn. Chứ các bạn đừng lúc mà chim bị bệnh cho bạn đừng cho ăn cám là nó sẽ khó tiêu và nó sẽ không có gượng dậy được. Thì hôm trước có một em nó cũng rớt xuống cầu, như 2 em nhỏ vậy nè, nó rớt xuống cầu, nhưng mà mình sẽ đút chuối và dế kiên trì 2 3 ngày là nó lên cầu trở lại được các bạn. Cho nên các bạn cứ yên tâm, chủ yếu là ban đêm tối ngủ nên che chắn là được. Thì đây là cách chia sẻ cách của mình nha các bạn. Nhiều người mỗi người có một cách nuôi khác nhau, có thể cách của mình không giống với cách của các bạn khác, nhưng có gì thì các bạn góp ý cho mình thêm để anh em học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Clip của mình tạm thời tới đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt. Chúc mà anh em trong cái mùa này sẽ có những cặp quần quạch là ưng ý, nuôi non lên là sẽ ưng ý thôi, nó thành công mà không ai thất bại hết. Đây, ăn rồi nè, ăn rồi nhảy rồi. Chỗ này nè, ăn không? Biết ăn rồi đó.